Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong một cái chương trình chia sẻ của Phương về một cái vấn đề mà nhiều bạn trẻ rất đang là thắc mắc và luôn hỏi Phương hoặc là đăng tải trên diễn đàn Bass Guitar Việt Nam. Thì cái vấn đề nòng cốt của cái việc đánh 16 nốt của Việt Nam thì gọi là móc kép đó. Làm sao để mà cho nó nhanh nhất và đều nhất trong khoảng thời gian dài nhất. Thì hầu hết đại đa số mọi người khi mà bắt đầu tập tới cái đó là bắt đầu cầm cây đàn lên là bắt đầu đánh. Nhưng mà quên đi một điều, đó khi mà chúng ta tập luyện á, cái đó là nước thứ ba thôi, không phải là yếu tố quyết định. Khi mà đó là một trong phần ba phần yếu tố quyết định của việc tập thực hành ở móc kép. Thì nhưng mà cái này nói chung giống như là tất cả các mọi cái khía cạnh khác trong cuộc sống. Khi mà tập luyện đàn bass, tập luyện thể thao, tập luyện tất cả những cái môn gì mà liên quan tới tập luyện á, về kỹ năng cơ thể tay á, có còn có ba yếu tố mà ít người quan tâm tới, tìm hiểu tới hoặc là quên đi những cái hai yếu tố trước khi mà bắt đầu đi vào tập luyện. Thì cái đầu tiên mọi người hay quên là cái cảm nhận. Cảm nhận là gì? Đó là cái yếu tố đầu tiên của não bộ điều khiển tất cả các nội tạng cơ thể và tay chân. Phương lấy ví dụ như là một vận động viên marathon. Một con người bình thường không bao giờ có thể chạy được 21 km đường trường mà nếu không có sự tập luyện. Nhưng tập luyện là phải bằng cái là cảm nhận. Cảm nhận là gì? Thì cái não bộ của chúng ta nó rất là phức tạp. Nó điều khiển tay, điều khiển chân, nhưng mà nó bị một cái là mệt giả tạo. Vì các bạn thấy là tất cả các vận động viên marathon khi mà bắt đầu để chạy vô đường dài, người ta bắt đầu đề ba chạy là người ta phải vượt ngưỡng. Cái vượt ngưỡng là gì? Là vượt ra khỏi cái mặc định của não bộ mệt giả tạo. Khi mà vượt qua cái mức đó rồi thì nó sẽ điều khiển được hết toàn bộ tay với chân hoạt động liên tục. Thì cái mệt giả tạo của não là cái bước khó nhất để mà vượt qua. Thì mọi người thường hay quên đi cái đó. Để phải cảm nhận cái đó được. Ví dụ như là với cái tempo làm sao mà đánh được đàn móc kép ở hai tay, cả hai tay luôn chứ không phải một tay, thì là làm sao đánh được 200 tempo 200 trong vòng thời gian khoảng 5 phút mà đều rắp liên tục và không có bị chậm lại hoặc là lệch cái quantize, nhịp cái timing, lệch cái thời gian di chuyển của ngón tay và cái tiết tấu của nốt bóc kép. Thì làm sao để được như vậy? Tập luyện chỉ là cái nước thứ ba. Nước đầu tiên là cảm nhận. Cảm nhận là gì? Não chúng ta liên tục nghĩ về nó, hướng về nó, cảm về nó. Ví dụ là bạn muốn tập móc kép mà bạn suốt ngày bạn nghe cải lương với tempo khoảng 80 là bạn thua rồi. Hoặc là bạn nghe xì lô sợp 80, tempo 100 thì làm sao mà bạn đánh được cái tempo 200 mà móc kép được. Bởi vì sao? Cái não bộ của chúng ta khi mà chúng ta luôn luôn tập trung suy nghĩ vào vấn đề đó thì nó hằn sâu trong cái bộ não đó, nó hằn sâu những cái lớp. Cái lớp đó là khiến cho chúng ta tập trung hoàn toàn vào đó. Xong rồi khi mà đã cảm nhận được nó rồi, feel đó, tất cả những cái trạng thái hoạt động cơ thể nó hòa nhập vô cái đó, những cái điệu, ví dụ là cái điệu speed metal đi, là dòng nhạc power metal đó, thì tempo thường là 108-106 trở lên, 106-108 hoặc là có thể thấp hơn một xíu là 150. Thì là đến tới khoảng 200 mà móc kép thì làm não chúng ta nếu mà không hoạt động liên tục đó, thì là không thể nào cảm được cái đó để mà điều khiển được cái tay của mình. Và Phương có lấy ở ngoài người ta hay thường nói có đùa một cái câu là tay nhanh hơn não, nhưng mà thật ra câu đó là sai nha. Cái câu mà tay nhanh hơn não là sai bởi vì sao? Bởi vì não điều khiển tay chứ không phải tay điều khiển não. Bởi vì não nhanh luôn luôn là nhanh hơn tay chứ không phải bây giờ mà tay nhanh hơn não được hết. Mình muốn cái não, mình muốn cái tay mình nhanh thì cái não mình phải nhanh đã. Và muốn cái não nhanh là phải cảm nhận nó trước. Bất kể một cái gì, đương nhiên là cái khi mà bắt đầu tập chậm, tập từ tempo chậm đến nhanh thì cái đó là quan trọng, nhưng mà có là một phần thôi. Nó không quan trọng bằng cái việc là cảm được cái timing đó ngay tại thời điểm bắt đầu vào luôn cũng được, không cần phải tập chậm. Khi mà mình cảm được rồi á, ví dụ là
mở một cái tempo lên tóc 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 là mình cảm được cái đó là vượt ngưỡng của cái bộ não để bắt đầu điều khiển cái não nó tập trung, nó điều khiển hai ngón tay của mình, các ngón tay của mình, thì lúc đó mới là cái bước khởi đầu để mà thành công đánh được cái tempo. Cho dù bạn không có bạn tập luyện liên tục mà cái bạn ngay cái não bộ bạn không có cảm được cái nhịp đó thì không bao giờ bạn đánh được, chắc chắn 100% là bạn không bao giờ bạn đánh được, bởi vì bạn không có cảm được đó thì não nó không có điều khiển được cái tay được. Rồi cái thứ hai, vấn đề yếu tố thứ hai là yếu tố cơ địa. Sau khi cảm nhận được rồi thì mới tới cơ địa. Tức là gì? Cơ địa là não nó cảm nhận rồi và nó điều khiển cái hoạt động cái tay của mình. Hoạt động cái tay của mình thì là cái cơ địa của cái cấu tạo của cái cơ tay của mình, cái gân tay của mình, cái cẳng tay của mình. Tất cả những cái đó là gọi là cơ địa. Thì não nó xuống thì là có người thì cơ địa rất là nhanh. Cơ địa là cái gân tay điều khiển rất là nhanh được. Có người tối đa tầm có khoảng lên 108 là bắt đầu đuối rồi. Thì cái cơ địa là cái yếu tố quyết định thứ hai, là phải cân bằng lại giữa cái việc điều khiển cái não bộ của mình với cái tay của mình, và lựa chọn cái tempo nào phù hợp để của mình tập. Nếu mà mình thấy khó quá, mình cố gắng mình tập, cứ tập đi, nhiều khi có thể được. Nhưng mà có nhiều người tập lên tới khoảng 108 là thua, là hết, là không bao giờ đánh được nhanh hơn. Bởi vì sao? Bởi vì do là cái cơ địa của cái tay thôi. Cái đó là điều đó phải chịu, bởi vì cơ thể của mình không có thích nghi được nhanh hơn. Đó. Rồi cái thứ ba mới bắt đầu vào cái tập luyện. Tập luyện và kỹ thuật là cả hai cái đi chung. Thì tập thế nào, tập cái kỹ thuật thế nào để cho nó có thể nhanh được trong cái chuyện đánh móc kép ở tempo nhanh. Thì đầu tiên khi mà tay khi mà đánh bass bằng finger, không phải đánh bằng pick nha, không đang phải đánh bằng phím mà là đánh bằng finger, thì làm sao đu cho nó nhanh, thì nhiều bạn có bị quên hay bị quên cái này là cái độ nhùng dây của cái dây đàn á, từ vị trí từ neck sát cần này cho tới cái pickup là dây nó rất là nhùng, nó trùng lắm. Tại vì cái độ căng nó không có, nên là cái độ nảy khi mà bật ra nó không có để mà nó dính vô tay. Và nhiều bạn lại có hay có cái thói là móc cái tay vào, móc cái ngón tay vào cái dây vậy, thì nó không có nhanh được. Bởi vậy là vị trí quấn nhanh nhất ở đây là ngay cái pickup này nè, ngay cái vị trí của pickup, jazz pickup á, bridge pickup á, là ở đây là đuổi đi. Ở đây là sát ngựa thì nó rất là căng, nó rất là khó, là cần phải dục lực rất là mạnh. Ở đây là vị trí tốt nhất để mà tay phải di chuyển là đây. Nhưng và cái điều quan trọng nhất là để muốn được đều ở một cái tempo cao á, thì là cái tay phải có cái nhấn. Tố hình móc kép là 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, thì là 1 2, mình có hai ngón tay thôi thì mình sẽ đánh như thế nào, và đánh bằng ba ngón thì sẽ đánh như thế nào. Hai ngón tay thì 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1, tức là các bạn sẽ đổi cái điểm nhấn của ngón trỏ và ngón giữa. Thì đổi hai cái điểm nhấn đó, mình bám vô tất cả những cái một bóc 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 bóc, thì là mình sẽ biết được à, cảm nhận là 1 2 3 4, 1 2 3 4 1. Bắt đầu từ để vào là phải dính, chứ không là vung luôn, là mình bám vô những cái cột mốc của cái 1 2 3 4, 1 2 3 4, là mình sẽ đánh được cái tao đó. Rồi đương nhiên là phải tập luyện rồi. Tập luyện thì theo cái kinh nghiệm của Phương trong nhiều năm á, Phương thật ra Phương không có phải cầm lên cái đàn mới là tập luyện. Mình đi ra ngoài, mình đang ngồi xe máy, mình chạy xe máy, mình có thể tập luyện được là bằng cách là vỗ cái tay lên đùi, hoặc là cái cây của cái cần thắng trước á, hai cái ngón này mình vỗ lên cái đó và cho nó đều. Lúc nào cũng mình cảm nhận được rồi. Quay lại yếu tố ban đầu số 1 Phương vừa nói là yếu tố cảm nhận. Lúc nào cũng bíp thì là cái tay mình sẽ điều khiển nó, luôn luôn nghĩ về nó, luôn luôn nghĩ về nó là cái tay mình sẽ làm được. Chứ không phải là bắt buộc phải ôm cái đàn xong rồi mới đánh được nha. Phải ôm đánh là một cái chuyện khác để nó cảm nhận được cái dây thôi, nhưng mà luôn luôn nghĩ về nó là mình đã tập rồi. Tiếp theo, vấn đề tay trái thì sao? Bình thường là chúng ta đánh thì là chỉ có một đốt thôi đúng không? Thường là cái phản ứng của cái tay trái nó sẽ chậm hơn cái tay phải. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cách nốt, tức là tương tự vậy. Ở ngoài
đi đường lúc nào đánh chúng ta cũng ngồi chúng ta đánh như thế này, đánh này bất kỳ ở một cái mặt bàn, một cái điểm tựa nào cũng có thể được, là tập các ngón như thế này. Làm sao khi mà di chuyển như thế này nè, thì chúng ta sẽ có cái lực của cái ngón tay ở đây, ngón giữa cái ngón cái chúng ta sẽ bám một cái cần đàn như này để cho một điểm tựa nhỏ thôi, và cái tay tập như thế này chúng ta sẽ có lực rất là nhanh, tạo được một cái lực rất là mạnh và nhanh, từ từ lên, từ chậm lên tới nhanh, là di chuyển lên tất cả các nốt như thế này để cho cái lực cái tay nó quen dần, và sau đó chúng ta sẽ làm được cái sự thành thạo giữa cái tay phải và cái tay trái để làm sao mà đánh được tempo nhanh nhất và đều nhất. Nhưng mà yếu tố quyết định cuối cùng trong cái tổng thể cuối cùng đó vẫn quay lại cả cái cảm của cơ thể của mình ở cái nhịp đó. Nếu bạn không cảm được, bạn không bao giờ bạn đánh được hết, cho dù bạn có tập tới 10 năm. Phải thấm nó. Tất cả những cái dòng nhạc khác, quay lại thêm mở rộng ra vấn đề là tất cả các dòng nhạc khác muốn chơi được hay thành thạo là phải nghe nhiều và phải cảm được nó, là cảm cái beat và đưa cái trạng thái của cơ thể vào trong cái trạng thái đó thì mình mới đánh được hay cái đó được. Đương nhiên là những cái vấn đề khác như là học thuật, kỹ thuật technique là phải tập, rồi học thuật về lý thuyết âm nhạc từ cơ bản tới nâng cao đầu tiên luôn luôn là phải có rồi, cái đó là điều tất nhiên. Nhưng mà lưu ý cho Phương là cái cảm nhận của não bộ là đừng bao giờ quên. Thứ nhì là mới tới cơ địa và thứ ba mới là tập luyện. Tập luyện mà không có hai yếu tố 1 và 2 là cảm nhận và cơ địa thì vứt, không làm được một cái gì hết. Đừng có cắm đầu và tập như một cái con vẹt mà không bao giờ suy nghĩ vào nó, tập xong rồi ơi dục ra ngoài. Xong rồi hôm sau ơi tập xong dục ra ngoài là không bao giờ thành công. Luôn luôn phải nghĩ vào nó để não bộ hoàn toàn điều khiển được trạng thái cơ thể và hòa nhập được với cái nhịp điệu của cái bài hát đó. Và các bạn hãy click bên dưới nhấn subscribe trong trang YouTube của Phương để có những cái chia sẻ mới, thì là Phương sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn, và các bạn có thể bình luận comment gì đó ấy, là Phương sẽ sẵn sàng chia sẻ những hết những cái gì Phương đã trải qua và Phương biết được, Phương sẽ chia sẻ hết các bạn. Nhấn chia sẻ nha các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.